Mr. Deputy Prime Minister, Mr. President of UFCA, Mr. President of Vietnam Federation of UNESCO Clubs. Kính thưa ngài Nguyễn Xuân Thắng, kính thưa tất cả các quý vị và các bạn. Tôi rất vui mừng được có mặt tại đây ngày hôm nay cùng với tất cả các quý vị để tham dự Đại hội lần thứ 8, Đại hội toàn thế giới của Liên hiệp các tổ Liên hiệp các hiệp hội UNESCO quốc tế. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chính phủ và nhân dân Việt Nam đã mời tôi tham dự sự kiện rất quan trọng này. Tôi xin được nhắc lại, tôi xin được nhớ lại chuyến thăm của tôi đến Việt Nam đại diện cho UNESCO trong thời kỳ tôi còn đang công tác. Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm đó và những hoạt động của tôi tại Việt Nam. Và nhân dịp này, tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn đến chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp của các bạn trong phong trào UNESCO quốc tế và thế giới trong thời gian vừa qua. Quay lại vai trò của hoạt động cũng như là phong trào UNESCO thế giới, chúng ta hoàn toàn nhất trí với ý kiến phát biểu khai mạc tại đại hội. Vai trò của UNESCO rất quan trọng để kiến tạo hòa bình cũng như là xây dựng tăng cường tình đoàn kết trên thế giới, thực hiện những lý tưởng của UNESCO. Tôi nghĩ để làm được điều này, các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội cũng như toàn thể chúng ta cần phải phối hợp với nhau để đạt được những mục tiêu cơ bản của chúng ta. Bây giờ UNESCO có hoạt động rộng rãi ở 100 quốc gia trên thế giới với một mạng lưới mạnh mẽ. Nhưng mà để xây dựng phong trào của chúng ta rộng rãi hơn nữa thì tôi nghĩ rằng những hành động thiết thực cụ thể và nhận thức của mỗi người dân đóng vai trò quan trọng. UNESCO là một tổ chức mang tính chất đặc biệt và có những nhiệm vụ đặc trưng trong hệ thống các tổ chức của Liên Hợp Quốc với những lý tưởng cao cả. Và trong đó thì các hoạt động của UNESCO được sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ. Và trong gia đình UNESCO, tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ thật chặt hợp tác với các ủy ban UNESCO quốc gia thông qua các trung tâm, các câu lạc bộ và các hiệp hội UNESCO quốc tế để tiếp tục bảo tồn và duy trì các di sản vật thể và phi vật thể cũng như các cái giá trị văn hóa của nhân loại. Và ở Việt Nam thời gian vừa qua đã có rất nhiều di sản được công nhận. Đây là những di sản hết sức đáng quý của đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau ở đây để kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp các hiệp hội UNESCO quốc tế. Và đây là một sự kiện rất quan trọng đối với chúng ta để đưa ra những cái bước phát triển mới cho hiệp hội. Trong thông điệp của bà Tổng Giám đốc UNESCO, chúng ta đã thấy một cái lo lắng của bà Tổng Giám đốc, đó là sự chia rẽ giữa các dân tộc, sự chia rẽ giữa con người với nhau bởi vì những cái xung đột trong từng quốc gia và ở nhiều nơi trên thế giới. Và chúng tôi hy vọng rằng với sự lãnh đạo của những nhà lãnh đạo UNESCO cũng như các nhà lãnh đạo thế giới, chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ để củng cố hòa bình và tình đoàn kết trên thế giới. Và chúng ta, với tư cách là một tổ chức của Liên Hợp Quốc, sẽ phối hợp với các hệ thống tổ chức Liên Hợp Quốc khác để đảm bảo cho sự phát triển tiếp tục trong tương lai. Một lần nữa thì tôi xin được cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đặc biệt là tôi như bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam vì lòng mến khách và đã tổ chức chu đáo cho hội nghị lần này. Xin cảm ơn các quý vị.